bồ mồi lớn luôn nha anh. Siêu nhỏ luôn nha mọi người, con này chắc 80g à, nhỏ xíu à, Sika trống. Cái đầu này cứng quá, nó không thế được, mình hỗ trợ nó xíu à. Vô mát đứng ăn con. Nay mình tập buổi chiều ra sớm hơi nắng. Mày bóp lộn tay tao rồi. Lúc nó ăn mình nên sờ vuốt nó về nè, cho nó dạng. Con này còn che mồi quá, sợ nó tải. Này phải tập kỹ lại mới được các bạn. Tập vò mồi nha các bạn.